Quyền Thoại xin chào cô chú anh chị đến video tiếp theo của Quyền Thoại nha. Hiện tại thì Thoại đang ở cái chùa Ứng Quang cả nhà. Thì bữa nay là ngày 28 thì nghệ sĩ Lê Hùng chú anh chị anh mất ha cả nhà. Và tên thật là Nguyễn Trọng Hùng. Thì bữa nay là lễ nhập quan thì cũng chưa có 12 giờ của chú anh chị. Thì Thoại lên chia sẻ đến của chú anh chị thì đây là chùa Ứng Quang ha cả nhà. Đó đây là chùa Ứng Quang. Thì là linh cũ á, thì chưa có về của chú anh chị thì 12 giờ mới đem về ha. Thì hiện tại thì xe hơi thì đang đậu ở nhà. Thì Thoại chia sẻ thông tin là sinh ngày 26 tháng 5 1985 cả nhà. Hướng dương là 40 tuổi. Thì địa chỉ là 243 phường 9 quận 10 nha cả nhà. Đó là chùa Ứng Quang của chú anh chị. Thì có mấy anh tầng tây. Đây nè cả nhà. Rồi chương trình lễ tang của chú anh chị là nhảy nhập quan là 11 giờ ngày 28 tháng 7. Đó thì lễ đông quan là 12 giờ. Còn ngày lễ đông quan là ngày 31 tháng 7 của chú anh chị. Rồi sau đó là linh cữu quả táng ở Bình Hưng Hòa. Rồi hiện tại thì hội nắm thông tin cũng vừa mới đây thôi của chú anh chị nghệ sĩ Lê Hùng ha. Thì anh ta là bệnh đột quỵ nghe của chú anh chị đó. Thì có mấy anh tàn tay ở đây nè cả nhà. Đó thì giờ cũng 12 giờ rồi. Thì xe linh bốc quá thì áo quan cũng chưa có về nữa cô chú anh chị. Còn họ chia sẻ thông tin ha. Thì cũng có khán giả bà con cô bác đến đây đó thì là mấy tàn tay cả nhà. Thì Thoại qua chia sẻ với chú anh chị ha cả nhà ha. Hiện tại anh ta mất ở trong bệnh viện của chú anh chị là 115 cũng đường Xuyên Hạnh luôn của chú anh chị, cũng gần ở đây của chú chị ở Sài Gòn là bệnh viện 115 là thì ai cũng biết ha cả nhà. Là vợ của Lê Hùng là Tô Hiên Kiều. Đó hiện tại nhà xe nổi lên này cả nhà. Thì cũng có bà con đến viếng đó cả nhà. Áo quan về nè cả nhà ơi. Đó, áo quan về nè các chú chị.
người nhà khóc quá trời cô chú anh chị, thì đó thì cũng đau thương cho nghệ sĩ Lê Hùng nha. Đó thì hiện tại Áo Quang cũng đem vô nhà tang lễ nha cả nhà. Đây là chùa Ấn Quang. Cô chú anh chị thì có gì chia sẻ đến cho các bà con cô bác biết nha cả nhà. Hiện tại bây giờ là cũng có người nhà khóc quá trời cô chú anh chị, thì ai cũng người thân cũng ai cũng khóc hết trơn á. Nhưng cô chú anh chị thì một tiếc thương cho một nghệ sĩ, thì một đó, hiện tại thì mấy anh này đang khăn khiên qua Áo Quang vô ha. Thì Thoại có được vô phép YouTube, có được phép vô trong quay mà Thoại cũng chưa biết nha cả nhà. Nếu được phép vô quay thì Thoại cũng chia sẻ vô quay ha. Đó, hiện tại đó, quan tài thì đem vô cho chị.
chia sẻ đến thông tin nghệ sĩ Lê Hùng nghe cho chú anh chị. Hiện tại thì đang tạm lễ tham quan cả nhà. Hiện tại giờ 12 giờ thì cô chú anh chị có xem video thì ủng hộ Thọ một like đăng ký. Tại đây đến chiều Thọ sẽ quay thông tin rất là nhiều đến nghệ sĩ Lê Hùng nghe cả nhà. Hiện tại giờ người nhà cũng đang khóc bó gói nha cả nhà. Thì Thọ cũng xin nguyên video cô chú anh chị nào ủng hộ Thọ một like đăng ký nha cả nhà. Đó thì áo quan đã về rồi, cô chú anh chị. Chào chú chị nha, em đi sau nha.